chim đang live stream mà, đang lên live stream đi 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 ra đi. Hello, chào các bạn. Chào Minh Chí nha, chào Hoàng Lịch nha, chào Thôn Nữ nha, chào Hào Huyền nha, chào Thịnh Bùi nha, chào An Duy Vũ nha, chào Duy Phong nha. Sáng nay nhiều bạn dậy muộn lắm đây này. Thầy chào Ánh Tuyết nha, chào bạn Tính, chào bạn Tâm, chào Dương Hữu Ngọc Dương, chào Mân Châu, chào Thanh Phương. Sáng nay thầy ngủ dậy và thầy có cảm giác là hôm nay sẽ rất nhiều đứa quên không dạy học được. Vì hình như cái thời tiết hôm nay nó làm chúng ta buồn ngủ. Đấy. Chào Quốc Thắng, chào Minh Đức. Chào Hồ Minh Đức nha. Con dậy nó 5 tuổi à? Vì hình như cái thời tiết sáng hôm nay, chào Kiệt. Thời tiết sáng hôm nay nó làm chúng ta buồn ngủ không dậy được. Đúng không? Đấy, cái thời tiết sáng nay cái thời tiết như vậy. Chào bạn Bắc Thô, chào Thịnh Bùi nha. Chào Châu Bảo Hân nha. Chào Phan Thanh Đức. Thời tiết sáng nay là thời tiết mà khá là khó dậy. Vì khi thầy dạy thầy thấy là hình như hôm nay khó dậy lắm. Thế được rồi, học luôn nhá. Vì 5:50 thầy có việc, 5:40 thầy có việc. Chào Đào Lê Khánh Hiền nha. Thầy nói cả tuần này luôn rồi. Đây là buổi livestream thứ 6 trong tuần này. Thấy nhờ, thứ 4 trong tuần này. Thầy live cho các em thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đúng ạ, 4 buổi rồi. Thấy chưa? Ngày mai thầy sẽ không livestream ngoài fanpage nữa. Ngày mai thầy sẽ livestream ở nhóm tiếng Anh. Thấy chưa nhỉ? Nhá. Ok. Rồi, chào bạn Pê Quyên nha, chào Thành Khải nha, chào Khánh Hiền nha. Chào. Ngày mai là thầy sẽ livestream ở nhóm tiếng Anh. Đấy. Và vì sao là càng ngày số lượng các bạn xem càng ít dần? Vì thực ra là hai buổi sáng hôm nay thầy không up file lên. Đấy, hai buổi sáng hôm nay là thầy phục vụ live cho những bạn ở trong nhóm kín. Đấy. Vì thầy đang chữa cái quyển sách đây, đang chữa cái quyển sách 4.000 này, rất rất nhiều bài tập trong đây nên là thầy phải chữa sáng chữa tối làm sao cho nó hết đấy, nên là mấy ngày hôm nay là các bạn thầy không up file lên nữa, nên là những cái bạn xem chắc là những chỉ ở đây là chỉ những bạn ở trong nhóm kín thôi, còn những bạn bên ngoài là ít dần đi rồi, vì là ít lắm, chung ít lắm, bởi vì các bạn trong nhóm kín là đang phải chữa bài tập đấy. Thì những đứa nào hôm qua không xem livestream thì hôm qua đã về sách chương 3 rồi các ông nhá. Đấy chưa? Đã về sách chương 3 rồi nha. Ok chưa nhỉ? Rồi. Và thời tiết cũng lạnh dần nữa. Đấy thì thôi, thầy live cố lúc mấy buổi để xong để chúng ta chữa được khơ khớ bài tập ở trong sách 4.000 để chúng ta còn chuyển tiếp sang những chương khác nha các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý luôn, đại cương hôm nay thầy dạy các bạn là phần đại cương cực trị nhóm 1 và thầy dạy bài tập lý thuyết thì thầy đã quay cho các em video ở trong nhóm kín rồi, thấy chưa? Đã có video lý thuyết ở nhóm kín rồi. Thì đại cương cực trị nhóm 1 nó áp dụng cho những bài tập LC omega biến thiên. Đấy, và biến thiên cực trị ở đây nó sẽ là cộng hưởng, thấy chưa? Lúc đó thì Z sẽ min, tổng trở sẽ min và làm cho IKP UR max. Nghe chưa nhỉ? Chúng ta có 3 dạng đồ thị luôn. Nghe chưa? Bởi vì có 3 đại lượng nên sẽ có 3 dạng đồ thị. Đầu tiên là của omega thì bốn ông lớn ở đây là I, K, P, UR. Đấy, biến thiên theo omega. Do omega nó nằm ở cả dung kháng và ở cả cảm kháng nên đồ thị của nó là khít, đúng không ạ? Lên rồi xuống rất là khít. Bên tay trái là dung kháng, bên tay phải là cảm kháng. Nghe chưa? Và đây là điểm cộng hưởng omega 0. Đúng ạ? Và với ví dụ là một điểm trên trục tung sẽ cắt đồ thị tại hai điểm không? Là omega 1, omega 2 thì công thức tính là omega 1 nhân omega 2 bằng omega không bình. Nghe chưa nhỉ? Ok dạy rồi nhá. Tiếp theo nữa đó là đồ thị của L biến thiên. Nghe chưa? Đồ thị của L biến thiên thì nó theo nhiều ông lớn hơn, bởi vì khi thằng L biến thiên chúng ta có thể thêm một chút. Khi thằng L biến thiên, ôi, đi cả cái này nhé, cho không sao.
Đấy, khi thằng L biến thiên ta có những đại lượng không đổi như là ZC và ER. Nên đồ thị của nhóm này nó gồm là I này, K này, P này, UR này. Vẫn là nhóm bốn ông lớn, nhưng ngoài ra nó còn UC và URC, đúng không ạ? Ví dụ như L biến thiên để IKP, UR, UC, URC max, đúng không ạ? Chắc chắn là cộng hưởng rồi. Và L của chúng ta là bên cảm kháng, đúng không ạ? Thì tay phải là sẽ kín và tay trái là sẽ hở, đúng không ạ? Đồ thị đây, lên rồi xuống. Thấy chưa? Đấy, đây là L0 là cộng hưởng này. Đây là điểm tới hạn này, là 2L0 này, đúng không? Và từ đồ thị gióng sang đây, nếu cắt tại hai điểm, nó cho là L1 và L2 không? L1 và L2 thì cũng có công thức là L1 cộng với L2 nó bằng 2 lần L0. Nghe chưa? Đấy, xong nhá. Và đồ thị cuối cùng của chúng ta là đồ thị của C biến thiên. Học cái này khó phết đấy các bạn ạ. Phải nhớ tương đối nhiều. Đấy chưa? Các bạn mở sách 4000 ra nhá. Nó có phần này đấy. Đồ thị của C biến thiên nó sẽ là I này, K này, P này, UR này, UL này, URL này. Đúng ạ? Đấy, C biến thiên để IKP, UR, URL, max, đúng ạ? Nó chính là cộng hưởng. Và C là dung kháng. Dung kháng thì bên dung sẽ kín, bên cảm sẽ hở, đúng ạ? Đấy, lên rồi tiệm cận xuống này. Thầy vẽ nó chưa được trơn lắm. Lên rồi tiệm cận xuống này. Đấy, đây là đỉnh max này, là cộng hưởng này, là C0 này. Đây của chúng ta là điểm tới hạn chưa? Là C0 chia cho 2. Ở vùng 1, 2, nếu đồ thị, nếu trục tung cắt đồ thị tại hai điểm là C1 và C2, chúng ta có công thức là 1 phần C1 cộng 1 phần C2 bằng 2 phần C0. Nghe chưa? Vào lúc nào là dung cũng tay trái và cảm kháng cũng ở tay phải. Nghe chưa? Dung tay trái, cảm tay phải. Đây chính là ba đồ thị để chúng ta làm bài tập. Và nếu như người ta hỏi đồ thị của Z, thì nhớ hộ thầy Z tỷ lệ nghịch với I, nghe chưa? Vì Z bằng U trên I, nếu như I của chúng ta tăng rồi giảm, đúng không ạ? I tăng rồi giảm, thì Z sẽ, nhìn nhìn, Z sẽ giảm rồi tăng. Nghe chưa? Vì I và Z là tỷ lệ nghịch, nhá. Do là thầy đã quay video lý thuyết rồi, nên thầy chỉ nhắc qua lại thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chữa phần bài tập luôn. Nào, khó luôn nha các bạn nhá. Đấy chưa? Vào thực chiến luôn, không có chần chừ gì cả. Nghe chưa? Câu số 1 đáp án gì nào? Nào, trả lời Đức Minh nha. Câu 1 đáp án gì? Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng. Các bạn lưu ý ở đây là mạch đang có tính cảm kháng. Dung tay trái, cảm tay phải. Vậy thì cảm kháng đang nằm bên phải, đúng không ạ? C giảm thì tổng trở làm sao? Các bạn nhớ đồ thị của Y theo C cho thầy, Y theo C nhá. Vừa dạy xong, đây Y theo C chưa? Là đường như thế này, đúng không ạ? Nó có tiệm cận. Vậy đồ thị của chúng ta này, mạch của chúng ta đang ở bên cảm kháng, đúng không ạ? Đang ở bên cảm kháng là đang ở bên tay phải, đúng không? Lúc này người ta giảm C đây, đồ thị người ta đứng ngăn cách như này chưa? Cảm kháng là bên phải. Lúc này người ta giảm C, giảm xuống thì đồ thị sẽ đi lên đỉnh rồi giảm xuống, đúng không ạ? Y của chúng ta là tăng lên đỉnh, đúng chưa? Rồi giảm. Đấy, C giảm mà thì đồ thị là tăng rồi giảm. Đấy, vậy thì Z Y tăng rồi giảm thì Z của chúng ta là sẽ giảm rồi tăng. Đúng không? Vì Y và Z của chúng ta là tỷ lệ nghịch. Vậy Z của chúng ta giảm rồi tăng, đáp án C là chính xác. Nếu hỏi tổng trở toàn mạch nhá thì sẽ là giảm rồi tăng. Xong chưa? Đấy, ôi chắc các bạn chưa làm phần này đúng không? Thôi để thầy chữa cho xem nhé. Phần này khá là hay đấy. Phần này là phần lý thuyết khá là hay. Tương đối khó. Yeah. Và có 25 câu và có khoảng hai mấy câu trắc nghiệm kiểu như này, thì cái tốc độ thầy chữa cái này nhiều năm rồi thì có hai mấy câu đấy, tốc độ của người, tức là của anh chị đi trước em làm nhanh nhất là 6 phút, được chưa? Xong hai mấy câu kiểu như này. Tiếp theo nha, câu số 2, mạch RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, được chưa? Đấy. Và chúng ta giảm C thì tổng trở làm sao? Các bạn vẽ đồ thị này. Y theo C chưa? Đồ thị lên rồi tiệm cận xuống này. Đang có tính dung kháng này. Đây là đường ranh giới chưa? Đang có tính dung kháng. Dung kháng là nằm bên này. Đúng không ạ? Và đang có tính dung kháng mà chúng ta giảm C. Đúng không ạ? Giảm C. Thì Y cứ thế giảm thôi. Lúc này Y của chúng ta mà giảm
đúng không ạ? Thì tổng trở của chúng ta phải tăng, đúng không ạ? Ta khoanh đáp án B, nghe chưa? Vì hai thằng này của chúng ta là tỷ lệ nghịch với nhau, nghe chưa nhỉ? Rồi, thấy khó không? Bình thường thôi mà. Tiếp tục câu số 3, lưu ý là người ta hỏi cái gì các bạn nhé. Câu số 3 nè, mạch này đang có hiện tượng cộng hưởng, đúng không ạ? Khi tăng C hoặc giảm C thì tổng trở toàn mạch làm sao? Các bạn nhìn luôn, đến câu này các bạn lại không cần vẽ đồ thị ra nữa. Nếu như mà mạch đang có hiện tượng cộng hưởng thì tổng trở sẽ min, đúng không ạ? Đang có cộng hưởng thì tổng trở sẽ min. Vậy thì cho dù tăng C hay giảm C thì đều mất tính cộng hưởng. Và đều mất tính cộng hưởng thì tổng trở sẽ phải làm sao? Sẽ phải tăng lên, nghe chưa? Sẽ phải tăng lên nhá. Mình không quan tâm đồ thị nữa, vì tổng khi cộng hưởng là tổng trở min rồi, đúng không ạ? Đã min mà khi mất cái trạng thái min là chỉ có tăng lên thôi, nghe chưa? Vì ông đang ở đáy rồi, nghe chưa? Nên ông biến đổi ông chỉ có tăng lên thôi, không thể giảm đi được nữa. Ba là A nha. Tiếp theo câu số 4 nào. Mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi C tăng thì dòng điện làm sao? Mình có được là I theo C, đúng không ạ? I theo C đây lên rồi tiệm cận, đúng không ạ? Đấy, mạch của chúng ta đang có tính cảm kháng, đúng không ạ? Cảm kháng của chúng ta là nằm bên tay phải, đúng không ạ? Nếu như chúng ta tăng C thì đồ thị là dốc xuống không? Vậy thì I của chúng ta là sẽ giảm, đúng không ạ? Nhưng em phải hiểu lý thuyết này, người ta sẽ không cho giảm về không được, nghe chưa? Vì đồ thị của chúng ta là giảm đến tiệm cận, nghe chưa? Không giảm về không khi C tăng, đúng không ạ? Vậy thì Y của chúng ta mà giảm là giảm thôi, giảm về một giá trị cụ thể nào đó chứ không là giảm về tiệm giảm về không đâu nhá. 4 là C chính xác. Đúng chưa? Ok nhá. Nào, câu thứ 5 nào. Mạch RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng C, đấy chưa? Thì U hai đầu quận cảm làm sao? UL nó cũng thuộc nhóm 6 ông lớn, thấy chưa? IKP, UR, UL, URL, đúng không ạ? Đấy, đồ thị của chúng ta là vẫn lên, xong rồi tiệm cận này, đúng không ạ? Mạch của chúng ta đang có gì nhỉ? Tính dung kháng, đúng không ạ? Tính dung kháng của chúng ta là nằm bên tay trái, đúng không ạ? Và người ta bảo là C tăng, đồ thị sẽ lên rồi xuống từ cái điểm mà chúng ta xuất phát, đúng không ạ? Thì UL sẽ tăng rồi giảm, câu 5 của chúng ta đáp án B là đáp án chính xác. Xong chưa? Ô, hình như nhiều bạn chưa làm phần này lắm. Thôi, thầy cứ chưa nhá, vì đời là thế dồn các bạn quá, chắc các bạn chưa kịp chạy hết deadline đúng không? Úi dồi, nào, hôm nay học hơi khó nhá. Câu thứ 6 nào, mạch RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, đúng không ạ? Khi tăng C đến giá trị vô cùng lớn thì UR làm sao? UR cũng thuộc nhóm 6 ông lớn thôi. UR biến thiên theo C này. Đấy, đồ thị lên rồi tiệm cận này, đúng không ạ? Và mạch của chúng ta đang có tính dung kháng, dung kháng là nằm bên tay trái, đúng không ạ? Đấy, và ta tăng C thì đồ thị sẽ lên rồi xuống. Vậy là tức là tăng đến giá trị cực đại rồi giảm về một giá trị cụ thể, nghe chưa? Câu này của chúng ta đáp án D là đáp án chính xác, đúng không ạ? Nhá. Nhìn đồ thị không? Nó tăng đến cực đại rồi giảm về một giá trị cụ thể chứ không giảm về không các bạn nhá. Đúng rồi, 6D là chính xác. Câu thứ 7 nào. Câu 7. Nếu tăng giá trị của C đến vô cùng lớn thì UR làm sao? Lưu ý mạch của chúng ta là chỉ gồm R mắc nối tiếp với C. Nhìn này, câu 6 là mạch RLC, nhưng câu 7 rất nhiều bạn sẽ bị lừa, mạch của chúng ta là mạch RC, đúng không ạ? Nên đồ thị của chúng ta này, UR theo C ấy các bạn ạ. Mạch của chúng ta là mạch RC, tức là mạch không có tính cảm. Không có tính cảm thì mất nguyên phần cảm, đồ thị chỉ có một nửa thôi, nghe chưa? Nó mất nguyên phần cảm luôn, thầy viết nhầm rồi. Mất nguyên phần cảm, đồ thị kiểu như này. Nó tăng như này và tiệm cận thôi, đấy chưa? Nó không giảm xuống được nữa, nhá. Nó mất hết tính cảm rồi, tức là mất hẳn một nửa tính cảm luôn, mất hẳn một nửa bên cảm luôn. Vì đồ thị của chúng ta là một nửa là dung kháng, một nửa là cảm kháng. Vậy nếu tăng từ C, tăng C từ 0 đến vô cùng lớn thì UR của chúng ta luôn tăng, đúng không ạ? Nha. Đáp án A là đáp án chính xác. Câu này là câu khó, nghe chưa? Mạch của ta có với R và C thôi nha. Tương tự câu số 8 nào. Mạch của chúng ta là mạch RLC. Mạch RLC là những mạch lành lặn, tức là có cả dung và cả cảm, đấy chưa? Khi tăng L từ 0 đến vô cùng, đấy chưa? Thì trở kháng làm sao? Các bạn lại vẽ đồ thị ra thôi, đấy chưa? Y theo L, đồ thị nó khá hay, lên rồi xuống ở đây. Đấy, tăng L từ 0 đến vô cùng lớn, Y tăng rồi giảm, thì Z phải giảm rồi tăng,
nhớ chưa? Z nó phải ngược lại so với Y các bạn nhá. Đấy, đồ thị là Y tăng lên rồi giảm xuống thì Z của nó là phải giảm xuống rồi tăng lên, nghe chưa? Hai cái này nó ngược nhau. Nha, xong câu 8. Tiếp đến câu 9 nào. Câu số 9 đáp án gì nào? Mạch của chúng ta là mạch RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng. Khi L giảm thì trở kháng toàn mạch làm sao? Lại vẽ đồ thị rồi nhá. Của Y theo L. Đấy chưa? Đồ thị là lên rồi xuống như thế này. Mạch của chúng ta đang có tính cảm kháng. Cảm kháng là nằm bên tay phải, đúng không? Và L của chúng ta mà giảm, L giật về như này, thì đồ thị là tăng rồi giảm, đúng không? Y là tăng rồi giảm. Đấy, Y tăng rồi giảm thì trở kháng là sẽ giảm rồi tăng. Nên câu 9, đáp án C là đáp án chính xác. Thấy chưa? Ok. Câu số 10, mạch RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng. Đấy, khi tăng L thì dòng điện làm sao? Đây, Y theo L nha. Đấy chưa? Đồ thị là lên rồi xuống không? Đồ thị lên rồi xuống nhá. Và người ta bảo là gì nhỉ? Khi tăng L ở mạch có tính cảm kháng, tính cảm kháng là nằm về phía bên này. Khi tăng L lên, đồ thị chỉ có đi xuống thôi. Nên câu 10 của chúng ta, đáp án A là đáp án chính xác. Ôi, ít bạn làm cái phần đấy thế. Ôi, chúng ta cũng lười nhỉ. Nhóm kín đâu ấy nhỉ? Nhóm kín chưa ai làm phần này à? Chết. Chết không người chứ. Nhóm kín này tôi thấy cũng một bạn comment, cũng một được một bạn comment được đáp án. Là bạn Minh Trí. Ô thế những cái bạn khác này chưa làm à? Chết rồi. Ô thế những cái bạn khác là hay là ở đây toàn học sinh bên ngoài, không có học sinh nhóm kín. Học sinh nhóm kín phải làm cái này rồi chứ nhỉ? Cũng lười phết đấy nhỉ. Mạch RLC mắc nối tiếp. Ủa thôi thấy chữa cái này chả ai comment được đáp án. Buồn đấy. Nào, tăng L từ 0 đến vô cùng lớn thì UC làm sao? Đây. Nhìn đồ thị nhá. Lên rồi xuống. UC với L nó vẫn thuộc nhóm các ông lớn này, đúng không ạ? Đấy. L của chúng ta biến thiên để IKP, UR, UC, URC, MAX vẫn thuộc nhóm 6 ông lớn. Nghe chưa? Vậy tăng L từ 0 đến vô cùng lớn thì UC tăng rồi giảm. Đúng không ạ? Tăng rồi giảm. Đáp án D, đáp án chính xác. 11 là D. Nghe chưa? Tiếp tục sang 12. Lưu ý mạch là gồm R và L thôi. Nhìn cho kỹ nha. Tăng L từ 0 đến vô cùng lớn thì công suất làm sao? Đây, nhìn cho kỹ này. P theo L. Nhưng lưu ý mạch chỉ có mỗi RL thôi. Mạch mà chỉ có mỗi RL, tức là không chứa C. Mà khi không chứa C thì sẽ không có bên dung kháng. Đồ thị của nó mất hẳn phần dung kháng luôn. Nó chỉ có một nửa nhánh thôi. Nghe chưa? Nhá. Bình thường là các bạn nhìn cho kỹ này. Bình thường như này này. Bình thường là như này nhá. Bình thường là như này. Đấy. Bình thường là lên, xong rồi xuống. Đấy. Bên tay trái là dung kháng, bên tay phải là cảm kháng. Nhưng ở đây là mạch chỉ có RL, tức là không chứa C. Mà khi không chứa C thì không chứa dung kháng. Tất cả phần bên dung kháng là sẽ mất hết. Nghe chưa? Tất cả phần bên dung kháng là mất hết. Nên người ta chỉ có một nửa đồ thị thôi. Vậy thì P của chúng ta luôn giảm nếu L luôn tăng. Đáp án A là chính xác. P luôn giảm nếu L luôn tăng. Nghe chưa? Tương tự như vậy, sang bài Omega này. Omega. Nào. Y theo Omega. Đấy chưa? Đồ thị lên rồi xuống. Nhá. Tăng Omega từ 0 đến vô cùng lớn thì Y của chúng ta là tăng rồi giảm. Đồ thị là tăng rồi giảm thì trở kháng là giảm rồi tăng. Câu 13 là C chính xác. Đúng chưa? Tiếp câu thứ 14. Mạch này của chúng ta là mạch RLC mắc nối tiếp. Thay đổi tần số để cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại. Sau đó giảm tần số thì UR làm sao? Omega biến thiên mà để Y mắc. Y mắc thì UR cũng mắc. Nó thuộc nhóm 4 ông lớn IKPUR, nghe chưa? Và UR đang mắc mà sau đó giảm tần số thì UR phải giảm, đúng không ạ? Vì UR không thể tăng được nữa bởi nó đang là mắc mất rồi, nghe chưa? Nên khi không còn mắc chắc chắn là giảm, nên 14 phải là A. Tiếp tục, câu số 15, mạch RLC mắc nối tiếp thay đổi tần số để có tính dung kháng, nghe chưa? Các bạn vẽ tiếp đồ thị ra, đây là Y theo Omega, đồ thị của chúng ta là tăng rồi giảm, đúng không? Có tính dung kháng là nằm bên tay trái, đúng không ạ? Sau đó giảm Omega thì Y của chúng ta là giảm, đúng không ạ? Đấy, đấy, giảm Omega đồ thị giảm xuống chưa? Y mà giảm thì Z sẽ tăng. Người ta hỏi tổng trở mà, tổng trở sẽ tăng. Đấy chưa? Nên 15 là A chính xác. Tương tự như vậy,
Tiếp sang câu số 16, mạch này có tính cảm kháng, sau đó tăng tần số thì trở kháng làm sao? Đấy chưa? Y theo omega, đồ thị lên rồi xuống. Mạch có tính cảm kháng là nằm ở bên tay phải, đúng không ạ? Sau đó tăng tần số, đấy, tăng tần số thì Y của chúng ta là giảm. Y mà giảm thì Z sẽ tăng, vì hai thằng này là hai thằng ngược nhau, nên câu 16 đáp án A là đáp án chính xác. Đấy chưa? Tương tự như vậy, câu số 17. Câu 17 của chúng ta là mạch chỉ có R và L thôi, điện trở vào cuộn dây không? Mạch chỉ có R và L. Và khi có R và L tức là mất phần dung kháng không? Mất phần dung kháng, đồ thị của chúng ta như sau, đó là Y theo omega, mất nguyên phần dung kháng này, mất đi nửa cuộc đời này. Đúng không ạ? Nó chỉ còn một nửa nhánh thôi. Đấy, khi tăng tần số từ 0 đến vô cùng lớn thì Y của chúng ta luôn giảm, đúng không ạ? Giảm từ cực đại về 0. 17, đáp án A là đáp án chính xác. Xong chưa? Ok nha. Tiếp câu số 18. Đặt đĩa xoay chiều có tần số thay đổi được và đạo mạch gồm R và L mắc nối tiếp. R và L thôi các bạn nhé. Mạch mất nguyên tính dung, đúng không ạ? Đấy, P theo omega như sau. Đây, chỉ như này thôi. Khi giảm tần số từ một giá trị F0 cụ thể về 0. Đây, giảm từ giá trị F0 cụ thể về 0. Giảm như này chưa? Thì công suất sẽ tăng lên nha. Đấy, đi giật lùi thì đồ thị tiến lên chưa? Đồ thị lên đỉnh, nghe chưa? 18 là A chính xác. Dễ không? Dễ chứ có gì đâu mà khó. Nào, câu 19 nào. Câu 19 comment đáp án nào. Bây giờ mới tỉnh ngủ đúng không? Bây giờ mới tỉnh ngủ để comment đúng không? Bố lên câu. Bố lên câu. Thầy câu ngay. Còn chưa buồn ngủ đây mà không buồn ngủ. Hôm nay thầy dạy thì cảm giác là có một cái năng lực nào đấy mà rất khó để các bạn có thể tỉnh dậy được, được chưa? Và thầy cũng thế thôi. Hôm nay thầy dạy buổi sáng thầy cũng thấy hơi mệt thật. Thầy thấy hơi mệt. Nên là thầy lên đây thầy dạy cho gọi là tròn trách nhiệm, chứ sáng nay không thể bay được. Sáng nay bay nó thì tí nó xuống tầng 1 luôn. Vì mệt quá, sáng nay thầy mệt quá. Hôm qua là 3 giờ đêm thầy mới đi ngủ. Và 4 rưỡi thầy dậy, tức là các em thầy hiểu thầy ngủ được có 1 tiếng rưỡi. Xong thầy ngồi thầy livestream luôn. Phê lòi. Được chưa? Câu 19 nào. Mạch của chúng ta chỉ là mạch RL. Mạch RL là hình 3 rồi. Nghe chưa? Mạch mất nguyên phần C các bạn nhé. Hình 3 đáp án D chính xác. Ok không? Đấy, học nãy giờ là cái này rồi đây. Tiếp câu 20 nào. Mạch RLC mắc nối tiếp. Để gì các bạn nhỉ? Đọc cho kỹ này. Để UR đạt giá trị mắc thì cần liên tục giảm giá trị tần số từ một giá trị ban đầu cụ thể, đúng không ạ? Đấy, trong quá trình đó công suất làm sao? Để UR mắc đồ thị của chúng ta lên đến đỉnh, đúng không ạ? UR và P nó thuộc nhóm cùng một ông lớn, đúng không ạ? Để UR mắc thì cần phải liên tục giảm tần số từ một giá trị cụ thể ở đó, chứng tỏ bên ban đầu nó nằm ở bên cảm kháng, đúng không ạ? Đấy, và nhìn luôn này, để UR mắc, tất nhiên là khi UR mắc thì P nó cũng mắc, đáp án là A chính xác. Thậm chí câu này không cần vẽ đồ thị, vì UR và P là cùng mắc một thời điểm, đúng không ạ? UR và P cùng mắc một lúc nhá. 20 là A. Thế xong rồi. 21. Nào, mạch có tính cảm kháng, sau đó cần thay đổi tần số như nào để công suất luôn giảm? Đây, P theo omega. Đấy chưa? Mạch của chúng ta đang có tính cảm kháng là bên này chưa? Thay đổi tần số như thế nào để công suất luôn giảm xuống? Chỉ có tăng omega lên thôi. Đáp án A chính xác. Chỉ có tăng omega thì công suất mới luôn giảm được. 21 đáp án A. Đấy chưa? 22 nào. Hết phần lý thuyết rồi này. Mạch RLC mắc nối tiếp, thay đổi tần số để có tính dung kháng không? Đây, thay đổi tần số để có tính dung kháng nhá. Sau đó cần thay đổi tần số như thế nào để P luôn tăng? Đấy chưa? Đây, P luôn tăng nhá. Vậy đây, ban đầu đang có tính dung kháng và đây là điểm cộng hưởng này. Thay đổi omega như nào để P luôn tăng? Thầy chỉ phải tăng omega lên thôi, nhưng không tăng đến vô cùng mà phải tăng đến một giá trị cụ thể thôi. Vì tăng quá cái này thì P nó lại giảm xuống mất, nên chỉ tăng đến omega 0 rồi dừng lại thôi thì P sẽ luôn tăng lên. Nghe chưa? 22 là D nhá. Xong. Nào, sang phần bài tập. Đấy chưa? Sang phần bài tập này. Nào, bài tập cho các bạn nhá. Khá là hay, khá là hay. Điểm này các bạn sẽ biết là điểm cực đại này là 1,0, 0,5, đây là 1,0, bởi vì 0,5 là điểm tới hạn. Xong chưa? Người ta bảo là điện áp hiệu dụng cực đại của cuộn dây khi C biến thiên. Đấy chưa? Đây người ta hỏi cái này. Người ta hỏi điểm trên đỉnh này của chúng ta là bao nhiêu? Đúng không ạ? Là bao nhiêu nhá? Tức là URL max là bao nhiêu? Cho R ra bằng 50 rồi. Nghe chưa nhỉ? Tại đây điểm cộng hưởng không?
thì ZC của chúng ta là 100. Đấy, tại điểm cộng hưởng ZC là 100, ZC là 100 thì ZL của chúng ta cũng là 100 luôn. Đúng không ạ? Cũng là 100 luôn nhá. Và ở đây là ZC của chúng ta bằng 200. Đúng không ạ? Và ZL luôn luôn là 100. Thầy có được luôn là ULR. Đấy, bằng Y nhân với ZLR. Y thì bằng U chia cho Z. ZLR thì là căn của R bình là 50 bình cộng ZL là 100 bình. Nghe chưa? Với những cái bài toán mà C biến thiên mà có ZL và ER là có tất cả. Đấy, U giữ nguyên, Z của chúng ta là căn của R bình là 50 bình cộng ZL là 100 trừ ZC là 200. Thầy xét điểm này trước nhé. 100 trừ 200 bình là 100 bình, chia cho ở tử là căn của 50 bình cộng 100 bình không? Đấy, em thấy luôn hai căn này triệt tiêu cho nhau. Lúc này ULR chính là U toàn mạch. Vậy các bạn suy ra U toàn mạch của chúng ta bằng 200 bằng ULR nhé. Vậy bây giờ yêu cầu tính ULR max khi quận dây khi C biến thiên. ULR của chúng ta vẫn là Y nhân với ZLR thôi. Vậy thì để thằng này max, đúng không ạ? Thì thằng Y này phải max. Tất nhiên nó thuộc nhóm 6 ông lớn rồi. C biến thiên để IKP UR ULR max, đúng không ạ? Đấy, là cộng hưởng. Và Y max là bằng U chia cho R nhá. Nhân với căn của R bình cộng cho ZL bình. Hết phim thôi. Bấm phát ra luôn. Nhớ chưa? Nào, 200 vừa có rồi, chia cho 50 nhân với lại 50 bình cộng với lại là 100 bình và căn ra, đúng không ạ? Bình phương lên. Bao nhiêu nhỉ? 200 căn 5 thì phải, đúng không? Đúng không ạ? Chuẩn luôn đấy. 200 căn 5 các bạn nhé. Bấm ra các bạn nhé. 200 căn 5. Đấy chưa? Vột. Đấy, đây là kết quả của chúng ta. Đáp án C là đáp án chính xác. Các bạn phải lưu ý này. Khi bài toán của chúng ta mà có C biến thiên mà các bạn tìm được R và ZL rồi ấy, là các bạn có tất cả luôn. Nghe chưa? Cứ C biến thiên mà có R và ZL là có tất cả. Có hết luôn các bạn nhé. Rồi, bài này tìm R và tìm U0. Omega là 200π. Lưu ý là như vậy. Đây là điểm cộng hưởng này, đúng không ạ? Là trung bình cộng của hai thằng này. Đây là 1,0. Công thức có rồi. L1 cộng L2 bằng gì nhỉ? 2L0. Tại đây ZL của chúng ta bằng 200 các bạn nhé. Vì omega là 200π, ZL bằng ZC luôn. Vì điểm cộng hưởng thì ZL bằng ZC, đúng không ạ? Lúc này ZC là bằng 200, đúng không ạ? Thầy xét điểm này này. Là khi L bằng 0 thì P bằng 100. P lúc này bằng 100 bằng Y bình nhân cho R. Y bình là U bình chia cho Z bình nhân cho R. Giữ nguyên thôi, 100 này, U bình cần tìm này, R giữ nguyên này, Z bình là R bình cộng ZL trừ ZC. Nhưng tại điểm 100 này là ZL bằng 0 nên chỉ còn ZC thôi, là 200 bình nhá. Một phương trình các bạn đút túi là với P bằng 100. Tiếp theo với P bằng 150. Lúc này là P của chúng ta bằng 150 vẫn là bằng Y bình nhân với R. Y bình là U bình chia Z bình nhân với R. Nào thay số nào. 150 giữ nguyên này, U bình nhân R giữ nguyên này, Z bình là R bình cộng cho ZL. Tại đây ZL của chúng ta bằng 100 các bạn nhé. ZL trừ ZC, đúng không ạ? Bình phương. Rồi, đến đây các bạn tìm dễ dàng chưa? Các bạn lấy cái thằng bên trên chia thằng bên dưới là ra R, thế ngược lại là ra U các bạn nhé. Nào, 100 chia 150, đúng không ạ? Bằng X bình cộng 100 bình chia X bình cộng với lại 200 bình ship xôn. Đấy chưa? Nào, lúc này các bạn tự bấm được R bao nhiêu này? Hình như là 100 căn 5 đúng không? Đúng rồi, R là 100 căn 5. Từ đây tìm ra U tiếp. Nghe chưa? Nào, 100 nhân với lại một mở ngoặc 100 căn 5 bình phương cộng 200 bình đóng ngoặc chia tiếp 100 căn 5 và căn ra. U của chúng ta xấp xỉ 200 thì U0 của chúng ta bằng 200 căn 2. Đấy chưa? U xấp xỉ 200 thì U0 là bằng khoảng 200 căn 2. Đáp án đúng là đáp án A. Đấy chưa? Cái này là học hết lý thuyết nhóm kín rồi nha. Được không? Cũng phải thắc mắc cái này quá dễ. Rồi, tương tự như vậy, câu 25, người ta yêu cầu tính R. Bài này không khác gì bài trước, thậm chí dễ hơn bài trước. Đây là trung bình cộng này, chỗ này là 200 ohm, đúng không ạ? Chỗ này trung bình cộng không? Là 200 ohm. Trung bình cộng của 100, 300 là 200 ohm. Yêu cầu tính R khá là dễ. Tại ZC bằng 100 thì có P là 242. Tại ZC bằng 200 thì có cộng hưởng chưa? Là P max. Lúc này đây là ZC cũng chỉ bằng ZL luôn.
ZL bằng THC bằng 200 luôn, đúng không ạ? Các bạn áp dụng công thức liên hệ giữa P thường và P max, tức là P thường bằng P max nhân với cốt bình phi, đúng không ạ? Và P thường lúc này đang là 242, P max được bài cho rồi là 484, đúng không ạ? Vậy nên nhân cốt bình phi thôi. Đấy, các bạn suy ra được là cốt phi của chúng ta là 1 phần căn 2. Khi cốt phi là 1 phần căn 2 thì tan phi của chúng ta bằng 1. Tan phi của chúng ta là ZL trừ ZC chia cho R. Có đúng không? Đấy, ZL của chúng ta vốn dĩ bằng 200 rồi, ZC của chúng ta lúc này là bằng 100. Đúng không ạ? ZC lúc này của ta bằng 100. Ok không? Nhá. Vậy thì chia cho R đang cần tìm. Đấy, suy ra R 100 hết phim. Ok. Rồi. Nhớ là lúc này thì đang dùng là cái điểm P bằng 242 nên ZC bằng 100 các bạn nhá. ZC lúc này bằng 100. Ok. Hết. Hết. Xong. Thôi. Buổi sáng nay nhẹ nhàng tình cảm như vậy bởi vì bây giờ thầy đi có việc. Bởi vì bây giờ là thầy đi có việc nên buổi sáng nay là khá nhẹ nhàng và tình cảm các bạn nhá. Khá nhẹ nhàng tình cảm nhá. Ok chưa? Rồi. Thôi, thầy nghỉ nhá. Thầy có danh sách nhóm tiếng Anh không ạ? Mấy trăm bạn đầu tiên đây. 200 mấy bạn đầu tiên đây nha. Thôi, thầy xin phép hôm nay là thầy có việc nha. Hôm nay không ngồi hàn huyên tâm sự được. 25 câu rồi đấy các ông ạ, làm sấp mặt luôn. Nghe chưa nhỉ? Đấy. Và thầy cũng nói luôn này, nói nốt này, thấy chưa? Bạn nào mà chưa đặt sách này đặt đi nha. 25 tháng 12 là hạn cuối cùng sale. Thấy chưa? Rất là rẻ và khá là chất lượng. Siêu chất lượng luôn. Thấy chưa? Nó giống quyển sách video của thầy Đức luôn. Trong đây có rất nhiều các video của quét QR nha. Ok, rồi, chào các bạn, cảm ơn Minh Đức nha. À, Đức Minh chứ, quá khủng. Rồi, chào các em, thầy đi có việc đã nha. Bye bye các bạn. Tuần sau còn dạy không à? Thầy vẫn dạy hàng tuần thôi. Tuần nào cũng sẽ 5 giờ sáng nha. Ok. Rồi, chào các bạn, bye bye nha. Bye bye các em nha. Thầy đi có việc đã, chào các em, bye bye nha. Hôm nay dạy hơi nhanh, thấy chưa? Vì có việc thật sự. Rồi, chào các bạn. Mai học mai không học ngoài tường đâu, mai không học ngoài fanpage, mai học ở trong nhóm tiếng Anh nhá. Rồi, chào các bạn, bye bye nha.